Xin chào các bạn, lại là mình đây. Có rất nhiều hãng nước hoa mà cá nhân mình vô cùng yêu thích. Nó mang lại cho mình những cái cảm giác vô cùng thích thú mỗi khi trải nghiệm. Có thể kể tới những cái tên như là Almond J này, MDCI, Lorquez, Nazomato vân vân. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những nhà nước hoa mà ở thời điểm hiện tại mình đánh giá không cao. Và mỗi khi nhắc đến chúng thì mình lại cảm thấy khá là hờ hững. Cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào gu cũng như là trải nghiệm của mỗi người. Nhưng phải kể tới những cái tên sau: Bulgari, Gucci hay là Montblanc. Trên thực tế thì với Bulgari chẳng hạn đi, có một line nước hoa mà mình từng rất yêu thích, đó là một line trà gồm 5 chai. Hay kể cả Bulgari Extreme chẳng hạn, cũng là một mùi hương trà cũng khá là thú vị. Tuy nhiên, bằng một lý do nào đó mình không hiểu tại sao mà ở thời điểm hiện tại chúng đã bị ngừng sản xuất. Tương tự với Gucci, chúng ta cũng có một vài chai cực kỳ xuất sắc. Mình phải dùng từ xuất sắc bởi vì nó thật sự rất hay. Ví dụ như Gucci Pour Homme 1, Gucci Pour Homme 2, Gucci Rush for Men đều là những mùi hương cực kỳ xuất sắc của Gucci, nhưng cũng không hiểu vì sao đã bị ngừng sản xuất. Những mùi hương hiện tại mà họ còn sản xuất thì với mình nó sẽ ở một cái tầm khá là thấp nếu như so những cái tên mình vừa kể trên. Hay là với Montblanc đi, thì mình nghĩ rằng hầu hết mọi người ở đây mỗi khi nhắc tới Montblanc, chúng ta sẽ gần như chỉ biết tới Montblanc Explorer, một mùi hương được mệnh danh là clone của Creed Aventus, đúng không? Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một mùi hương có thể nói là cực kỳ đáng mua tới từ nhà Montblanc, có tựa đề là Signature. Và không để mất thời gian của mọi người thêm nữa, here we go. Cái điều đầu tiên là mình ấn tượng với chai nước hoa này, nó chính là phần thiết kế. Với mình thì cái thiết kế này trông nó khá là thanh lịch, đơn giản nhưng đáng yêu. Và về cái tên, chúng ta cũng có một cái tên gắn liền với điều làm nên tên tuổi của hãng, đó là chữ ký. Có thể nhiều bạn không biết thì Montblanc xuất thân là một công ty sản xuất bút ký cho doanh nhân, với những dòng sản phẩm bút khá đắt đỏ và có giá trị từ vài triệu cho tới vài chục triệu. Một thương hiệu bút ký đầu bảng, và mình nghĩ rằng cứ mỗi khi nhắc tới bút ký thì người ta sẽ nhớ ngay tới Montblanc. Và mình tin chắc rằng hiện tại cũng như là vài năm sắp tới, mỗi khi nhắc tới nước hoa của Montblanc, người ta không chỉ còn nhớ tới mỗi Explorer nữa, mà người ta cũng sẽ nhớ tới cả Signature. Bởi vì đây là một mùi hương rất ngon. Còn nó ngon như làm sao, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm rồi nhé. Khi mà vừa mới xịt ra ấy, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ mùi hương của vani và cam. Cái nét citrus ở đây ngửi sáng, nó không bị chua mà nó có một cảm giác ngọt nhẹ. Cái ngọt nó còn đến từ vanilla nữa. Và cái hay ở trong chai nước hoa này là vani ngửi nó ở một trạng thái rất vừa phải, nó không bị dày, không bị bứ giống như những chai nước hoa với chủ điểm là vani khác. Mình có cảm giác như là perfumer đã giữ lại mọi khía cạnh của vani, chỉ giảm cái độ ngọt xuống thôi. Chúng ta có một cái sắc thái vani ngửi nó rất là chiều mũi, nó rất là nhẹ nhàng, mềm mại. Càng về sau thì chúng ta càng thấy vanilla dịu bớt cùng với xạ hương làm nền cho hoa mẫu đơn và hoa lan tỏa sáng. Chúng ta sẽ ngửi thấy khía cạnh hoa rất là rõ. Hoàng lan thì nó sẽ cho một mùi hương có một cái gì đấy nó hơi fruity nhẹ, ngọt dịu tự nhiên. Còn mẫu đơn nó tạo một cảm giác fresh, giữ cho tổ hợp mùi hương không bị theo hướng ngọt quá mà nó cân bằng. Và đồng thời các bạn cũng sẽ thấy rằng càng về sau thì vani nó sẽ càng lên một cảm giác milky, sữa sữa, khá là nhẹ, dễ chịu, càng khiến mùi hương trở nên nữ tính. Để mà nhận xét về tổng thể mùi hương thì mình đánh giá đây là một mùi hương tươi sáng, sạch sẽ, tinh tế, nhưng đồng thời nó vẫn mang lại một cảm giác lôi cuốn và trẻ trung. Và mỗi lần ngửi mùi hương của chai nước hoa này thì trong đầu mình hiện lên hình ảnh của một nàng thơ mang một cái vẻ đẹp tinh khôi, tinh khiết, nhẹ nhàng và cực kỳ nữ tính. Và cái vẻ đẹp đấy nó được tôn lên bởi một chiếc váy trắng kín đáo nhưng vẫn đủ thanh lịch và tinh tế. Và như mình đã chia sẻ ở trên, mặc dù đây là một mùi hương với chủ điểm là vani, nhưng nó không làm theo một cái hướng nó quá dày, quá bứ. Chính vì thế cho nên nó cực kỳ đa dụng. Các bạn có thể dễ dàng dùng mùi hương này vào bất cứ dịp nào trong năm. Còn về khả năng bám tỏa thì chai nước hoa này lưu hương khá ổn. Nó lưu trên da được khoảng từ 6 cho đến 7 tiếng. Một con số mình nghĩ là không hề tệ, đúng không nào? Tổng kết lại, Signature sẽ là một mùi hương cực kỳ an toàn dành cho các chị em. Chúng ta có một chai nước hoa nữ tính, sạch sẽ, tinh tế từ thiết kế cho tới mùi hương. Chưa kể là với mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng một chút thì mình cho rằng Montblanc Signature là một chai nước hoa cực kỳ đáng mua. À mà sắp tới mùng 8 tháng 3 rồi nữa, nếu như anh em đang chưa biết chọn gì để tặng cho những người phụ nữ mình yêu thương thì yes, có thể tham khảo Montblanc Signature nhá. Thì vừa rồi là cảm nhận của mình về Signature, một chai nước hoa mình cho rằng rất đáng mua của nhà Montblanc. Không biết ở đây đã có ai trải nghiệm chai nước hoa này chưa và cảm nhận của mọi người về nó như thế nào? Hãy comment phía dưới cho mình và những khác cùng biết với nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh quả chuông, bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.